Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trong tháng 11 này, thị trường ô tô đã có rất là nhiều biến động về giá bán của các hãng xe. Có hãng thì tăng giá bán và có hãng thì giảm giá tiền mặt rất là nhiều cho một số những mẫu xe. Trong video hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh em cái chương trình bán hàng mới nhất trong tháng 11 của từng phiên bản Hyundai Tucson. Hy vọng những thông tin trong video sẽ giúp ích phần nào cho anh em trong cái việc lựa chọn phiên bản cũng như là lựa chọn cái mẫu xe theo nhu cầu của mình tại thời điểm này. Mời anh em cùng xem chi tiết video. Mời anh em cùng đến với phần đầu tiên đó là những cái thông tin chung. Phần này em sẽ giới thiệu cơ bản về mẫu xe Hyundai Tucson cũng như là cái chính sách bán hàng tại thời điểm giữa tháng 11 một này. Hyundai Tucson được nhà máy lắp ráp và phân phối với bốn phiên bản cho anh em lựa chọn cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất đó là Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 2.0. Phiên bản thứ hai đó là Hyundai Tucson 2.0 máy xăng bản đặc biệt. Phiên bản thứ ba sử dụng động cơ dầu 2.0 đó là Tucson dầu 2.0 bản đặc biệt và phiên bản cao cấp nhất đó là Hyundai Tucson sử dụng động cơ 1.6 turbo và đó là Hyundai Tucson bản turbo. Chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường chính vì vậy anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe. Anh em xem video của em mà thấy giá cả em báo nó phù hợp thì anh em có thể là gọi cho em theo số điện thoại em để góc phía trên phải màn hình kia em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho từng anh em. Và có một lưu ý, những anh em nào ở xa thì anh em phải cân đối cho em thêm những cái khoản chi phí ngoài như là chi phí vận chuyển hay là những cái tiền công dịch vụ nếu mà anh em muốn sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói thì nhân viên của bên em sẽ về địa phương của anh em để làm thủ tục và anh em ở xa thì chắc chắn là cái chi phí nó sẽ phát sinh nó sẽ cao hơn so với những anh em ở Hà Nội và các tỉnh lân cận Hình thức mua bán anh em có hai hình thức đó là mua trả thẳng hoặc mua trả góp đối với những anh em mua trả thẳng thì anh em có nhiều cái quyền lựa chọn ví dụ như là anh em có thể là tùy chọn mua bảo hiểm thân vỏ hoặc là tự mình đi đăng ký đăng kiểm xe thì sẽ tiết kiệm được một đôi chút chi phí và cái hình thức thứ hai đó, đó là mua trả góp thì đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp tại thời điểm này anh em bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom bên em và về phía ngân hàng anh em sẽ được tư vấn mua thêm bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay. Và em có một số những thông tin về trả góp muốn gửi đến anh em. Hiện tại, tất cả các ngân hàng đã tăng lãi suất và tại thời điểm này, trung bình mức lãi suất năm đầu tiên anh em sẽ được ưu đãi là khoảng từ 0,9 cho đến 1% trên một tháng. Từ năm thứ hai trở đi, biên độ sẽ dao động là từ 1,1 cho đến 1,2% trên một tháng. Số tiền vay anh em được vay tối đa là 85% giá trị xe nhưng không phải anh em nào cũng được vay được cái mức vay tối đa này đâu ạ sẽ phụ thuộc vào cái nguồn thu nhập và cái tình hình tài chính của từng anh em và em sẽ tư vấn sâu hơn cho những anh em nào đang có nhu cầu mua xe thì chủ ổng liên hệ trực tiếp với em thời gian vay anh em được vay tối đa là 8 năm tối thiểu là 3 năm và điều kiện vay vốn tại thời điểm này đó là anh em không có nợ xấu và mời anh em cùng đến với phần thứ hai đó là chi tiết chương trình bán hàng từng phiên bản Hyundai Tucson tại thời điểm giữa tháng 11 này. Mời anh em cùng đến với bản đầu tiên đó là Hyundai Tucson bản 2.0 tiêu chuẩn. Đây là phiên bản thấp nhất. Tại thời điểm đầu tháng 11 thì nhà máy đã tăng cái giá lên biết từ 825 triệu thì đã lên là 845 triệu và tại thời điểm giữa tháng 11 giá xe tương đối là ổn định và giá bán cho anh em là 845 triệu. Về khuyến mại anh em được tặng kèm những phụ kiện sau: thứ nhất đó là bọc vô lăng bằng da, thứ hai đó là một bộ thảm để chân thứ ba đó là một nọ nước hoa thứ tư đó là một chiếc túi cứu hộ và thứ năm đó là một chiếc camera hành trình căn cứ vào giá bán là 845 triệu thì em có tính cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được anh em nào ở hà nội sẽ là 968 triệu anh em nào ở sài gòn là 951 triệu anh em nào ở các tỉnh áp trăm thuế là 949 triệu và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 932 triệu chi phí ra biển số đan máy trên đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình, em có chia sẻ đầy đủ những khoản để anh em theo dõi. Anh em lưu ý chưa có những phí dịch vụ và chưa có bảo hiểm thân vỏ, có nghĩa là cái chi phí ra biển số em tính cho anh em là anh em mua xe về anh em tự đi đăng ký. Còn đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì em có một số thông tin muốn gửi đến anh em. Đối với Hyundai Tucson mặt tiêu chuẩn này, anh em được vay tối đa là 718 triệu và số tiền gốc lãi hàng tháng anh em sẽ thanh toán cho em cụ thể như sau gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em là khoảng 14,3 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 7,4 triệu lãi suất tháng đầu tiên là 6,9 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và số tiền bắt đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 250 triệu anh em ở Sài Gòn là 233 triệu anh em ở các tỉnh áp 12 trăm thuế là 231 triệu và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 214 triệu bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên bắt buộc anh em phải mua và trị giá là 11,8 triệu đồng thời anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom bên em và ngân hàng sẽ bắt anh em mua thêm bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay anh em dự trù cho em thêm một khoản chi phí dao động khoảng từ 15 trên dưới 20 triệu Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là Hyundai Tucson 2.0 máy xăng bản đặc biệt. Giá niêm yết của nhà máy hiện tại là 955 triệu, à, giá bán cho anh em tại thời điểm giữa tháng 11 này cũng không thay đổi, giá bán vẫn là 955 triệu. Về khuyến mại, anh em cũng được tặng kèm những phụ kiện như bản túc sơn tiêu chuẩn, anh em có thể nhìn lại trên màn hình. Căn cứ vào giá bán là 955 triệu thì em có tính cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được anh em nào ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 091 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 1 tỷ 072 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 1 tỷ 072 triệu và anh em nào ở các tỉnh áp 10% thuế là 1 tỷ 053 triệu chi phí trên đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình chưa bao gồm phí dịch vụ bảo hiểm thân vỏ hay là cái chi phí vận chuyển những cái đó thì đã phụ thuộc vào tùy tình hình của từng anh em anh em ở xa hay là ở gần và anh em mua trả thẳng hay mua trả góp chi phí ra biển số trên em tính cho anh em là anh em mua xe về anh em tự đi đăng ký còn những anh em nào mua trả góp thì em có một số thông tin cụ thể như sau anh em được vay ngân hàng tối đa là 811 triệu và gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em là khoảng 15,7 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 8,5 triệu lãi suất tháng đầu tiên là 7,2 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 280 triệu Anh em ở Sài Gòn là 261 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 260 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 241 triệu Bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên bắt buộc anh em phải mua trị giá là 13,3 triệu Anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom và anh em dự trù cho em thêm một khoản năm đến 20 triệu để mua bảo hiểm nhân thọ của phía ngân hàng. <laughs> Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ ba đó là Hyundai Tucson 2.0 máy dầu bản đặc biệt. Giá niêm yết của nhà máy là 1 tỷ 060 triệu mà giá bán cho anh em tại điểm hiện tại cũng không thay đổi. Giá bán vẫn là 1 tỷ 060 triệu. Tặng kèm anh em những phụ kiện như hai bản Tucson em vừa mới giới thiệu anh em cũng có thể nhìn lại trên màn hình và chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em nào ở hà nội sẽ là một tỷ hai trăm chín triệu anh em nào ở sài gòn là một tỷ một trăm tám mươi tám triệu anh em nào các tỉnh áp 12% hai thuế là một tỷ một trăm chín mươi triệu và anh em các tỉnh áp 10% thuế là một tỷ một trăm sáu mươi tám triệu chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình đối với những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc túc sơn máy dầu anh em được vay ngân hàng tối đa là 901 triệu và gốc lãi tháng đầu tiên anh em phải thanh toán cho em ít nhất là 17,4 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 9,4 triệu lãi suất tháng đầu tiên là 8 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 308 triệu anh em ở Sài Gòn là 287 triệu anh em ở các tỉnh áp 12 trăm thuế là 289 triệu và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 267 triệu bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên anh em phải mua trị giá là 14,8 triệu anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe của số bên em. và dự trù cho em thêm một khoản từ 15 trên dưới 20 triệu để mua bảo hiểm nhân thọ phía ngân hàng và cuối cùng mời anh em cùng đến với phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Tucson đó là Hyundai Tucson bản 1.6 Turbo giá niêm yết của nhà máy là 1 tỷ 055 triệu và giá bán cho anh em tại thời điểm này anh em đang bị kênh 20 triệu cụ thể giá bán là 1 tỷ 075 triệu anh em lưu ý giá kênh này nó tùy từng thời điểm và ở tại cái thời điểm em làm video thì hiện tại đang kênh 20 triệu có thể những lúc mà anh em xem video có thể nó sẽ bị kênh tăng cao hơn hoặc kênh thấp hơn thì anh em nào có nhu cầu thì chủ ứng liên hệ trực tiếp với em em sẽ cập nhật cái giá xe như là thuốc sơn bản turbo tại thời điểm đó cho anh em và anh em cũng được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như ba bản trúc sơn Thì em vừa mới giới thiệu đến anh em với cái giá bán là 1 tỷ 075 triệu thì em có tính cái chi phí ra biển số đặt bánh tại cái địa phương để anh em nắm được anh em nào ở hà nội sẽ là 1 tỷ 223 triệu anh em nào ở sài gòn là 1 tỷ 202 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12 trăm thuế là 1 tỷ 204 triệu và anh em các tỉnh áp 10 thuế là 1 tỷ 183 triệu chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình chưa có bảo hiểm thân vỏ, chưa có phí dịch vụ và chưa có chi phí vận chuyển. Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 913 triệu và gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em là 18,3 triệu. Đây là số tiền thấp nhất em tính với gói vay 8 năm. Trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng là 9,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 8,8 triệu. Chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 310 triệu Anh em nào ở Sài Gòn là 289 triệu Anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 290 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 269 triệu Bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên Anh em phải mua và trị giá là 15 triệu Đồng thời anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe Chọn gói tại showroom bên em Và dự trù cho em một khoản trên dưới 20 triệu Để mua bảo hiểm nhân thọ của phía ngân hàng và mời anh em cùng đến với phần thứ ba đó là nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Hyundai Tucson tại thời điểm này như trong video em đã chia sẻ thì có duy nhất phiên bản Hyundai Tucson bản Turbo là đang kênh giá và phiên bản này rất là ít xe chính vì vậy anh em nào có nhu cầu lấy màu gì thì chủ động liên hệ trực tiếp với em em sẽ cập nhật cho anh em cái kho xe tại thời điểm đó còn những phiên bản Tucson còn lại như là máy dầu 2.0 bay xăng đặc biệt và 2.0 bay xăng bản tiêu chuẩn tùy thuộc vào màu anh em có nhu cầu Hiện tại showroom bên em đang có màu trắng, màu đen, màu đỏ. Về cơ bản ba màu này bên em dường như là đang có sẵn. Và số lượng xe cũng rất là ít. Nên anh em nào mà có nhu cầu mua thì chủ động liên hệ trực tiếp với em. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của Hyundai Tucson tại thời điểm giữa tháng 11. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.